anh Phi sẽ đóng cái con 676-201 này để gửi về phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thật sự là ngày hôm qua, buổi chiều ngày hôm qua đã kết một đơn ở cái địa chỉ này rồi. Và sau khi anh Phi kết đơn xong, cửa hàng test hàng xong, đóng hàng xong, gửi cho nhà vận chuyển xong xuôi thì bé anh, một bạn anh gọi về để mua thêm một con nữa. Và buộc lòng thì phải tạo một cái đơn thứ hai, tại vì cái đơn kia đã kết rồi, không thể hủy được, cho nên tạo cái đơn thứ hai để gửi về cùng đúng một địa chỉ, cùng đúng một món hàng luôn. Hai anh em mua giống nhau à. Rồi thôi bây giờ anh Phi sẽ cố định góc máy để anh Phi đóng cái đơn hàng này đây. Rồi anh Phi đã cố định góc máy rồi. Đây là bộ dây 4 dây tặng thêm trong con Yoyo ha. À, mỗi lần gửi đi thì anh Phi sẽ gửi tặng 4 dây đối với những cái dòng Yoyo có giá trị tầm khoảng 160-170 đổ lên. Rồi đây cái hộp hàng anh Phi đã làm xong rồi. Sau khi anh Phi test hàng xong xuôi, anh Phi sẽ bỏ cái nguyên con Yoyo này vào trong đây. Anh Phi dán cái tem chuyển hàng lên và gửi cho nhà vận chuyển nữa là xong ha. À, sau khi khui sản phẩm ra thì ở đây nó luôn luôn có một sợi dây Yoyo nha các bạn. Anh Phi sẽ lấy con Yoyo thần rồng PT5 này ra. À, con này là con 1A nha các bạn, chơi cũng rất là vui, nó có hai phần quay độc lập. À, một hôm nào đẹp trời anh Phi sẽ review cái việc mà anh Phi gỡ hai cái nắp này ra cho các bạn xem, để mình coi nó như thế nào. Để như vậy thì rất là đẹp, khi gỡ ra nó chơi thì rất là êm, nhưng mà nó không đẹp bằng đâu các bạn nha. Cho nên anh khuyên các bạn là đừng nên gỡ ra. Dây Yoyo thì luôn luôn có hai phần, một phần là máng vào đầu ngón tay của chúng ta, một phần là máng vào Yoyo. Để máng được vào Yoyo thì chúng ta sẽ phải xe để tách nó ra làm đôi ha, giống như thế này. Đấy, tách nó ra làm đôi nhưng mà nó là một cái vòng tròn, cho nên là nó sẽ tròn như thế này nè các bạn. Đó, nó như vậy nè, đo ra để chúng ta máng vào con Yoyo ha, và kéo thẳng ra như vậy. Rồi cái tay đang cầm dây nè, anh Phi buông từ từ cho nó xe lại, cái dây nó xe lại giống như là vị trí ban đầu của nó ha. Đây rồi cái tay máng vào, các bạn có thể máng vào như vậy để chơi, để lấy ra cho nó nhanh, nhưng mà nó rất là dễ bị rớt và văng con Yoyo đi, cho nên chúng ta sẽ phải tạo một nút phòng lọng bằng cách này. Máng vào ngón trỏ của chúng ta, vòng qua ngón út, để cái này trên ngón trỏ còn lại, xong sau đó các bạn để cái ngón trỏ này nè, đấy, để như vậy và dùng cái ngón cái khều khều cái vòng này xuống, xong sau đó chúng ta vịn lại chỗ này. Ở phía dưới nó có cọng dây nè, thấy không, chính giữa nè, chúng ta móc cọng dây này để chúng ta kéo ra là nó sẽ trở thành một cái thòng lọng ha. Ban đầu chơi thì hơi đau tay, nhưng mà các bạn chơi thời gian thì nó sẽ quen dần thôi. À, để quấn dây Yoyo thì các bạn quấn về nó không dính đâu, các bạn phải dùng cái ngón cái, tay cầm Yoyo dùng ngón cái ém cái dây Yoyo trên thành Yoyo giống như vậy nè, giống như anh Phi nè, anh Phi phục kết lại ha. Rồi sau đó các bạn quấn nè, thấy không, là nó sẽ ăn dây Yoyo, nó không có bị tuột nữa, nó không có bị quay vòng vòng nữa ha, cho tới khi hết dây thì thôi. Và những vòng cuối cùng thì các bạn lăn Yoyo từ ngoài lăn vào nè, để về các bạn thả vậy nó mới đủ mạnh. Còn nếu các bạn thả như vậy á thì Yoyo nó không có đủ lực đâu, các bạn phải bung tay ra vậy nè. Anh Phi sẽ chỉnh góc máy để anh Phi bung cho các bạn xem nha. Cái góc này rất là quen thuộc các bạn thấy không? À, rồi đây anh Phi sẽ bung cho các bạn xem nhé. À, thả xuống nè ha, nè 2, 3, à, thấy không? Rồi hất nó lên nè, rồi hút dây nó lên nè. Đó là kỹ thuật cơ bản nhất. Còn nếu các bạn chưa thể hất được như vậy thì các bạn sẽ dùng ngón tay, bàn tay còn lại nè, cái này tay này dính vô dây rồi, bàn tay còn lại nè, chúng ta sẽ đập vô thì anh Phi sẽ làm nhanh để các bạn dễ thấy. Nè cái này nè, thấy không, đập vô nè, kéo dây lên nè, thấy không, rồi con Yoyo để ngay nè, lên thành dây nè, đó nó thành thế như vậy, buông nè, hút. Chúng ta phải làm nhanh một chút xíu để con Yoyo nó hết lực ha. Đấy rồi nè, kéo nè, thấy không, để lên nè, hút nè, thấy không, đó rất là ok nè. Thường là anh Phi sẽ tập đá dây vậy nè, biết cho quen ha. Đó, thả đá lên nè, kéo xuống nè, không, đá lên nè, kéo xuống nè, làm riết cho nó quen tay nha các bạn nhé. Còn tới đây thì cũng xong rồi ha các bạn ha. Anh Phi sẽ cho dây vào, cho Yoyo vào trong hộp, rồi cho dây vào ha, rồi bỏ vào trong hộp và dán cái tem gửi hàng đi ha. Cái tem gửi hàng đi thì anh Phi sẽ cắt gọn lại, nhưng mà trước hết thì phải cho Yoyo vào, cho dây vào tặng vào và cho trở vào hộp đóng lại đàng hoàng cho các bạn ha, sau đó mới cho vào cái hộp bảo vệ phía bên ngoài. Cái đó là cái thao tác làm cơ bản nhất tại Abon ha. Anh Phi làm cũng vậy mà các bạn
ở Abo làm cũng vậy, chỉ có điều là các bạn ở Abo khi họ làm họ ít chứng minh cho cái đoạn clip của họ lắm. Còn anh Phi thì không phải, còn lúc nào cũng có mặt ở khu đóng hàng để mà thuyết minh cho các bạn, cho nên có những cái đoạn clip không có thuyết minh, các bạn thông cảm nhé. Đã bỏ vô ha, rồi xong tổng lại và dán cái tem hàng lên nữa là xong nhé. Rồi bây giờ anh Phi sẽ dán cái tem gửi hàng lên đây, định hình nó trước cái ha, rồi sau đó anh Phi mới dán băng keo lớn lên nhé. Rồi nghe như vậy là xong rồi đó các bạn thấy không? Cục hàng của Abo luôn sẽ có những cái thông tin như vậy, và các bạn sẽ khi nhận hàng thì các bạn sẽ khui một cái phần ở đây để các bạn xem có phải con Yoyo của mình hay không. Và anh Phi khuyên là các bạn nên đồng kiểm với giao nhận, đồng kiểm chứ không phải khui chơi thử nha các bạn. Đồng kiểm là khui cái nắp chỗ này thôi, coi có phải con Yoyo của mình hay không và nhận hàng. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một cái clip nào đó của cửa hàng Abo nhé.